cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình đến với cái sân H2 để mà được xem cái giải bóng đá của Hội đồng Hương Hòa Nhơn ngày hôm nay á, là một cảm giác rất là vui. Tức là hôm nay thì thời tiết nó không được thuận lợi lắm, tức là trước khi khai mạc diễn ra thì có một trận mưa lớn. Tuy nhiên là hiện nay là chúng tôi thấy là các cổ động viên và các cầu thủ đã chuẩn bị rất là sôi động để chuẩn bị cho các trận đấu nảy lửa diễn ra. Và có thể nói đây là một cái hoạt động mà Hội đồng Hương tổ chức rất là ý nghĩa. Nó tạo một cái sân chơi gặp gỡ và giao lưu những người con Hoài Nhơn đang hiện nay đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có một cái dịp để mà được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với nhau thông qua cái hoạt động thể thao, đó là cái môn bóng đá. Nó là một môn thể thao vua, nhưng mà mọi người được ngồi lại bên nhau rồi được giao lưu, học hỏi. Và chúng tôi mong rằng là Hội đồng Hương Hòa Nhơn thì tiếp tục duy trì cái giải này vào những thời gian tới, để mà các đội có cái và những người con Hòa Nhơn xa xứ có thể là giao lưu và học hỏi lẫn nhau thông qua cái hoạt động thể thao bóng đá. Vợ chân nào đĩ? Vợ chân nào đĩ đi coi đá banh. Vợ đang đi coi kìa. Hà tháng để. Quay đâu? Rồi, xin chào bạn Giang. Bạn đã đến với chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay là bạn cảm nhận gì? Bạn nói gì? Em là đại diện của bên Hòa Mỹ và cảm ơn cái liên của bên Hội đồng Hương huyện Hòa Nhơn mình đã tạo một cái sân chơi cho anh em dẹp gỡ giao lưu với nhau và một cái phong trào ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và cái cảm nhận của em là về cái sân chơi, mình là muốn là tạo cái sự hòa đồng, sự gắn kết với các người con xa quê ở Hòa Nhơn vào đây và làm việc và sinh sống. Và cái đây là cũng là cái dịp để anh em gặp gỡ giao lưu với nhau. Và em không biết nói gì hơn, thành là mong Hội đồng Hương với càng ngày cái tổ chức cái giải đấu này là càng ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn. Và mang các nhà tài trợ thì nó có ngày càng phát triển hơn, ngày càng đóng góp cái sự giải đấu cho mình ngày càng thành công tốt đẹp. Rồi em cũng không có gì, em xin chúc cái giải đấu ngày một ngày thành công tốt đẹp. Chúc em thi đấu tốt. Năm nay là Hội đồng Hương của Hòa Nhơn tại thành phố Hồ Chí Minh đó, tổ chức cái giải bóng đá này rất là tốt. Thứ hai nữa là sẽ chuẩn bị cho vô trận đó, rất là tuyệt vời, với tinh thần là nghệ thuật cao, sức khỏe lành mạnh và chiến thắng oanh liệt. Chú có gửi gắm gì cho các cầu thủ không? Chú gửi gắm các cầu thủ là phải tinh thần bóng đá rất là nghệ thuật và phải thật sự là rất là bằng cái nghệ thuật của mình để chiến thắng và giao lưu tình cảm hữu nghị với nhau. Nhé. Dạ. Ok. Thôi, con xin lại cái micro. Tôi là Lê Văn Cam, hiện nay là phó chủ tịch Hội Doanh nhân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh. Để hôm nay thì cũng ra tham dự để khai mạc cái giải của huyện Hòa Nhơn. Thì anh tới cái giải lần này thì anh thấy cái quy mô và cái cách tổ chức như thế nào anh ạ? Thực ra là trước đây tôi cũng không ngờ là một cái giải tổ chức rất là quy mô hoành tráng. Sân bãi thì rất là lớn và nhìn xung quanh thì tất cả các kể cả vận động viên cũng như là người các cổ động viên ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tới rất là đông, và tôi rất hy vọng là cái giải này là sẽ là thành công rất là tốt đẹp, tạo tiền đề cho các huyện khác có thể là cũng sẽ tiếp tục theo cái Hòa Nhơn để làm những cái phong trào thể dục thể thao rất có ý nghĩa như thế này. Anh có muốn chia sẻ với các vận động viên là như thế nào không anh ạ? Đây là một cái phong trào thể thao rất là tốt. Hiện nay thì đối với cái thanh niên trẻ, đối với thiếu niên trẻ thì nên tạo cái hướng cho tất cả những các bạn trẻ này có những cái môi trường sinh hoạt rất lành mạnh, nhất là cái thể thao. Ngoài rèn luyện thể lực thì nó còn có cái gắn kết cộng đồng đối với thanh thiếu niên cũng như là những cái người Bình Định xa quê, những người Hòa Nhơn xa quê. Tôi cho đây là một cái sáng kiến rất là hay của chủ tịch Quang của huyện Hòa Nhơn. Giang đây thì cũng xin đại diện câu lạc bộ doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh xin chúc tất cả các vận động viên thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, trung thực và cống hiến cho khán giả những đường mình đẹp.
xin kính chúc cho tất cả bà con thì nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Có nghĩa là năm trước là Bồng Sơn thì năm nay sẽ là ai? Liệu là Bồng Sơn có tiếp tục? Năm nay có thể có rất nhiều ẩn số, bởi vì là năm nay đông hơn và hình như là các đội cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Tuy nhiên là mới ở cái trận đầu tiên thì chắc là rất là khó đoán. Cái này thì cũng chưa biết đội nào. Vì cái đó đây là một cái rất là hay. Đây là những nhân tài mà gọi là vua đá tập. Đậu Quỳ Đức đem đây là đầu tư rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp. Các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây là huấn luyện viên là anh Khoa. Anh mướn huấn luyện viên thể lực đến từ Thanh Lan về đây để làm cho thể lực của các cầu thủ Quỳ Đức. Các cầu thủ Quỳ Đức, đặc biệt là cầu thủ Lại Khánh đây. Anh ở ngoài Lại Khánh, anh chuyên quýnh bài, quýnh bầu cua. Anh này là đá banh rất là giỏi. Đây cũng có anh Cảnh nữa. Cảnh là Minh Cảnh, chúng ta nhớ tới nghe tới Minh Cảnh là chúng ta nhớ tới nghệ sĩ cải lương Minh Dương. Đây. Đây là anh Bảo Toàn, số 10. Đây là người ta gọi là Messi của Hoài Đức đây. Còn đây là anh số 23. Đây là một cầu thủ nặng ký nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy toàn cả bữa lem đậu. Đây là anh Tây. Anh thích lên đài truyền hình, nó rất là thích lên đài truyền hình. Đây các bạn có thể nhìn thấy là số 7 của bể. Đó là cô.